Vụ cháy trung cư mini kiểm tra dấu hiệu vi phạm với 3 tổ chức đảng. Vụ cháy trung cư mini kiểm tra dấu hiệu vi phạm với 3 tổ chức đảng. Thưa quý vị và các bạn, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm với 3 tổ chức đảng, Ban thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an Quận Thanh Xuân và Đảng ủy Phường Khương Đình trong hai nhiệm kỳ. Ngày 15 tháng 9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có văn bản chỉ đạo việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an Quận Thanh Xuân, Đảng ủy Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Trong thông cáo gửi đi cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhắc lại vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại tòa nhà trung cư mini số 37, ngách 29 trên 70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Vụ cháy đã làm 56 người tử vong và 37 người bị thương. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập đoàn kiểm tra gồm 12 cán bộ là đại diện thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo cán bộ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an. Trưởng đoàn kiểm tra là ông Hoàng Trọng Quyết, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội, phó trưởng đoàn thường trực là thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng nêu trên nhằm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo liên quan. Nội dung kiểm tra cụ thể bao gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ thị và kết luận của Ban Bí thư, luật phòng cháy chữa cháy, chỉ thị của Thủ tướng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cùng các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và thành phố về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Thanh Xuân. Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội cũng kiểm tra xem xét, xử lý theo quy định đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan để xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại nhà số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an thành phố tại ngôi nhà xảy ra cháy, có những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng và quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Ngày 13 tháng 9, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quy định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, chủ chung cư mini nêu trên. Cựu giám đốc Sở Y tế Tây Ninh nhận lại quà 1 tỷ từ chủ tịch NSG. Thưa quý vị và các bạn, cựu giám đốc Sở Y tế Tây Ninh bị cáo buộc nhận lại quà 1 tỷ đồng, chỉ đạo cấp dưới xử lý hồ sơ tạo lợi thế cho công ty NSG. Chúng các gói thầu thiết bị y tế gây thiệt hại tài sản nhà nước 13 tỷ đồng. Hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan. Ông Hoa Công Hậu, cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. 11 người khác bị đề nghị truy tố cùng tội danh gồm: Hoàng Thị Thúy Nga, chủ tịch hội đồng sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Hành trình Thành công mới, Lê Thành Lữ, nguyên phó trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Phương Tiện, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Nam Sài Gòn, Phùng Thị Dương, nguyên trưởng phòng dự án NSG Group, Hoàng Ngọc Hồng Phúc, nguyên phó giám đốc ban quan hệ khách hàng NSG Group. Hai người khác là cựu cán bộ Sở Y tế Tây Ninh bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả điều tra xác định cựu giám đốc Sở Hoa Công hậu là người chỉ đạo, trực tiếp ký các văn bản trong quá trình xin chủ trương lập dự án và tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu các gói thiết bị y tế tại Tây Ninh. Ông Hậu bị cáo buộc có quan hệ quen biết và được chủ tịch NSD nhờ giúp đỡ tạo điều kiện trong quá trình đơn vị này tham gia đấu thầu một số gói thiết bị y tế tại Tây Ninh. Cựu giám đốc Sở Y tế đã chỉ đạo cấp dưới cho công ty NSC được tham gia giới thiệu hệ thống CT Scanner 128 lát cắt và chấp thuận giá mua hệ thống là 28 tỷ đồng, theo đề nghị của Hoàng thị Thúy Nga. Tiếp đó, ông Hậu chỉ đạo Lê Thành Lữ tham mưu để giám đốc sở ký tờ trình gửi ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo mua hệ thống CT scanner 128 lát cắt do công ty NSG là đơn vị phân phối chính thức tại địa bàn tỉnh Tây Ninh quá trình lập hồ sơ mời thầu, ông Hậu tiếp tục chỉ đạo cấp dưới làm việc với các đơn vị tư vấn, thông đồng các thông số kỹ thuật thiết bị y tế để tạo lợi thế giúp cho công ty của Hoàng thị Thúy Nga chúng tàu hưởng lợi bất chính gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 13 tỷ. Hoàng thị Thúy Nga bị xác định là người trực tiếp điều hành xây dựng bộ máy tổ chức, công ty NSG và các công ty thành viên. Tại tỉnh Tây Ninh, sau khi đặt vấn đề và được Giám đốc Sở Y tế nhận lời tạo điều kiện, bà Nga đã chỉ đạo nhân viên tiếp cận cán bộ của Sở Y tế thuyết phục lựa chọn thiết bị do công ty mình cung cấp, để dễ dàng trúng thầu Nga còn đưa một số công ty quân xanh vào tham gia đấu thầu. Chỉ đạo cấp dưới chuẩn bị hồ sơ thầu hay cho nhiều công ty quân xanh. Kết quả điều tra xác định trị giá hệ thống máy thiết bị của NSG cung cấp cho Sở Y tế Tây Ninh là hơn 14 tỷ đồng. Tuy nhiên thiết bị này đã được nâng giá và trúng thầu cung cấp cho Sở Y tế với giá gần 28 tỷ đồng. Do đó hành vi của các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 13 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc Đáng chú ý, theo kết luận từ năm 2018 đến năm 2020, sau khi NSC trúng thầu, vào nhiều dịp lễ Tết, ông Hậu đã ba lần nhận quà biếu từ công ty NSC và tiền với tổng giá trị là 1 tỷ đồng. Cấp dưới của ông Hậu là Lê Thành Lữ, cũng ba lần nhận quà từ NSC vào các dịp lễ Tết, tổng số tiền là 600 triệu đồng. Cựu giám đốc Sở Y tế Tây Ninh và cấp dưới được xác định không hứa hẹn, thỏa thuận về việc NSC phải chi tiền và đã nộp lại số tiền hưởng lợi. Ở chiều ngược lại, Hoàng thị Thúy Nga không thừa nhận việc đã chi tiền cho cựu giám đốc và cán bộ Sở Y tế tỉnh Tây Ninh. Hành vi của cựu chủ tịch NSC bị cáo buộc hưởng lợi bất chính gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng, phạm vào tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây có hoa hộ bán dâm 200 triệu một lượt. Thưa quý vị và các bạn, các trinh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện cô gái là hoa hậu thế giới người Việt đang mua bán dâm trong khách sạn với giá 200 triệu đồng một lượt. Hôm qua đại diện phòng cảnh sát hình sự BC02 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Liêm, 34 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau và Hà Thụy Vân Anh, 24 tuổi, ngụ quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Cả hai cầm đầu đường dây môi giới mại dâm, trong đó có hoa hậu và hoa khôi các cuộc thi sắc đẹp. Từ kết quả điều tra chuyên án môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không do Võ Thị Mỹ Hạnh, 26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp cầm đầu, BC02 phát hiện thêm đường dây mại dâm cho Hoa hậu Thế giới người Việt và Hoa khôi du lịch Việt Nam trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam và quốc tế. Phòng BC02 xác định Nguyễn Thành Liêm và Hà Thụy Vân Anh là hai người cầm đầu đường dây hoạt động mại dâm. Phòng BC02, chủ trì phối hợp Công an quận 7 đã bắt giữ Nguyễn Thành Liêm và Hà Thụy Vân Anh. Từ lời khai của Liêm và Vân Anh, cảnh sát kiểm soát tòa nhà wakut Residence Sài Gòn, phường Tân Phong, quận 7 và khách sạn La Gallery, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, phát hiện 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Trong số này có TTH 36 tuổi Hoa hậu Thế giới người Việt đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 200 triệu đồng và TT 27 tuổi Hoa khôi du lịch Việt Nam đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 45 triệu đồng. Hai cô gái còn lại bán dâm với giá 5 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, bốn cô gái khai được Nguyễn Thành Liêm và Hà Thụy Vân Anh môi giới đi bán dâm tại tòa nhà Oakwood Residence Sài Gòn và khách sạn La Galerie. Liêm và Vân Anh khai nhận liên hệ với nhiều cô gái bán dâm, trong đó có người mẫu Hoa Khôi, Hoa Hậu, trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, sau đó gửi hình ảnh gái bán dâm và thông tin về các cuộc thi sắc đẹp, bài báo có sự góp mặt của các Hoa Khôi, người mẫu, Hoa Hậu, cho khách mua dâm nhằm tăng sự thu hút và nâng giá bán dâm. Với nhiều hoa hậu, á à khôi, hot girl, người mẫu, hot tiktoker, tham gia bán dâm giá mua dâm từ 45 triệu đến hơn 200 triệu đồng, tương đương từ 2.000 đô la đến 10.000 đô la. Liêm và Vân Anh thu tiền trực tiếp của khách mua dâm. Mỗi lần môi giới thành công, Liêm và Vân Anh được hưởng 1.000 đô la đến 2.000 đô la một lần. Cái bán dâm là các hoa khôi, hoa hậu, người mẫu. Mở rộng đấu tranh, phòng BC02 chủ trì phối hợp với công an Hà Nội, công an Hưng Yên chia nhiều mũi truy xét và đã bắt giữ Đỗ Tiến Hải tại Hà Nội, Bùi Minh Tuấn tại Hưng Yên. Đây là hai người trực tiếp tham gia môi giới mại dâm cao cấp trong đường dây trên. Phòng cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng chuyên án và kêu gọi những ai là đồng phạm giúp sức cho Võ Thị Mỹ Hạnh. Nguyễn Thành Liêm, Hà Thụy Vân Anh, Đỗ Tiến Hải, Bùi Minh Tuấn đến trụ sở phòng BC02 số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.